Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ 14 giờ chiều ngày thứ Sáu, Giang Tây đã có mưa to đến rất to, mưa lớn cục bộ đến mưa cực lớn và lượng mưa dao động từ Bắc xuống Nam ở trung tâm Giang Tây. Theo thống kê mới nhất, thảm họa lũ lụt do mưa lớn đã khiến tổng cộng 1,562 triệu người ở 64 quận thuộc 9 huyện ở tỉnh này bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,97 tỷ nhân dân tệ. Qua theo dõi, từ 14 giờ ngày thứ Sáu đến 11 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa trung bình toàn tỉnh phổ biến 172,3mm, trong đó 4.631 trạm thuộc 98 quận có lượng mưa vượt quá 50mm, 3.302 trạm tại 86 quận vượt 100mm, 563 trạm tại 33 quận vượt 250mm. Hôm thứ Hai, vành đai mưa dịch chuyển về phía Nam, cường độ suy yếu nhưng cục bộ mưa to còn nhiều. Từ 8 giờ ngày thứ Hai đến 8 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa trung bình toàn tỉnh phổ biến 42,5mm, trong đó 945 trạm thuộc 40 huyện có lượng mưa vượt 60mm, 281 trạm thuộc 20 huyện vượt 100mm. Bị ảnh hưởng bởi tác động liên tục của lượng mưa lớn, lũ vượt cảnh báo đã xảy ra ở thượng lưu và trung lưu sông Tân Cương, dòng chính của sông Gan và các nhánh chính và nhánh phụ của thượng lưu và trung lưu. Tính đến 7 giờ sáng ngày thứ Ba, tổng số 14 sông trên địa bàn tỉnh đã có 24/29 trạm xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo với biên độ từ 0,83 đến 3,92m. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa lũ lụt bắt đầu vào chiều ngày thứ Sáu đã khiến tổng cộng 1,562 triệu người ở 64 quận ở Thượng Nhiêu, Cát An, Vi Tan, Phúc Châu, Cửu Giang, Bằng Hương, Nghi Xuân, Cám Châu và Tân Dư. Diện tích bị ảnh hưởng là 118,9 nghìn hecta, tổng diện tích là 12,5 nghìn hecta mất trắng. Có 281 hộ với 739 ngôi nhà bị sập, 356 hộ với 734 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 4.584 hộ với 10.328 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ. Thiệt hại kinh tế là 2,97 tỷ nhân dân tệ. Để đối phó với thiên tai lũ lụt, bộ phận quản lý đã khẩn cấp phân bổ 10.000 giường gấp, 20.000 chăn bông, 2.000 liều và các vật liệu cứu trợ khác đã đến kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai ở tỉnh lúc 23 giờ đêm ngày thứ Hai. 800 giường gấp, 1.000 chăn bông, 800 mền và khăn tắm và 1.000 chiếu che do Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh phân bổ cho Tế An và các khu vực bị thiên tai khác đã được phân phát cho những người cần hỗ trợ trong thảm họa. Các khu vực bị ảnh hưởng: Ngọc Sơn, Vĩnh Tân, An Phúc, Tế Châu, Tế An và các quận khác khẩn trương thu xếp quỹ cứu trợ thiên tai, 1.988 phần hỗ trợ, quần áo và mền, 3.600 chai nước khoáng, 3.600 túi mì ăn liền và 300kg bánh quy, đã phát cho người dân càng sớm càng tốt để giúp cho họ vượt qua khó khăn. Ngoài ra, theo tình hình thiên tai và nhu cầu của thành phố Tế An và Cám Châu, để cung cấp chỗ ở thích hợp cho những người bị ảnh hưởng, 1.000 chiếc mền khác, 500 chiếc giường gấp, 500 chiếc chiếu tre, 500 chiếc khăn lông và 200 chiếc liều đã được phân bổ cho thành phố Tế An chiều ngày thứ Ba, cấp phát 1.000 chăn mền, 1.000 giường xếp, 1.000 chiếu trúc, 500 khăn mền, 100 liều trại. Đồng thời, dự kiến phân bổ từng đợt quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh để phối hợp với Sở Tài chính tỉnh hỗ trợ cứu trợ thiên tai các nơi, tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ đê điều, hồ chứa, nhất là ứng phó với lũ trung lưu sông Cán Giang, cần triển khai thêm lực lượng, tăng tần suất kiểm tra đê, đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống nguy hiểm, tăng cường lập kế hoạch các dự án thủy lợi để bảo vệ hiệu quả sự an toàn của cuộc sống của người dân. Các lực lượng cứu hộ xã hội như Lan Điền, Hùng Vương và Cam Nam đã cử tổng cộng 631 người, 169 phương tiện và 72 thuyền tham gia xử lý 59 trận lũ lụt ở thành thị và nông thôn, 4 trận lũ lụt dữ dội, 8 đợt cứu nước và 2.873 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày thứ Ba, theo thống kê, có 204.000 người được di chuyển, tái định cư khẩn cấp và cần được cứu hộ. Trong đó, 141.000 người được di chuyển và tái định cư khẩn cấp, 63.000 người được cứu hộ. Hiện tại, vẫn còn nhiều trạm trên dòng chính của sông Cám Giang nằm trên mức báo động và có xu hướng tăng lên. Trong số đó, vào lúc 8 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Tân An là 53,13m, cao hơn cảnh báo 2,63m và mực nước tại trạm Hạ Giang là 43,22m, cao hơn cảnh báo 1,72m. Mực nước hồ Bà Dương tiếp tục dâng. Lúc 8 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Hình Tử của hồ Bà Dương là 17,64m, cao hơn ngày hôm trước là 1,21m và cao hơn mức trung bình là 1,83m so với giá trị trong cùng kỳ năm là 16,81m. Trên địa bàn tỉnh có quá nhiều hồ chứa nước, trong số các hồ chứa vừa và lớn, mực nước hồ Vạn An vượt ngưỡng lũ 1,64m, mực nước hồ Liêu Phương vượt ngưỡng lũ 1,88m,
hồ Đông Cô vượt ngưỡng giới hạn lũ 2,58m và hồ chứa Sơn Khẩu Ngạn vượt giới hạn lũ 1,99m. Theo dự báo thời tiết, đến ngày thứ tư cơ bản hết mưa, tiếp tục có mưa rào hoặc dông vài nơi từ ngày thứ năm đến ngày thứ sáu tới. Theo tình hình nước mưa hiện tại, ước tính mực nước đỉnh lũ tại trạm Tân An, dòng chính của sông Cám Giang sẽ là 54,4m vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ ba, cao hơn 3,9m so với cảnh báo. Mực nước đỉnh tại trạm Tân An sẽ là 38,8m vào lúc 9 giờ cùng ngày, cao hơn 1,3m so với cảnh báo. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Tế Thủy lúc 21 giờ cùng ngày là 51,9m, cao hơn 3,9m so với mức cảnh báo. Mực nước cao nhất tại trạm Hạ Giang là 44,3m lúc 4 giờ sáng ngày thứ ba, cao hơn 2,8m so với mức cảnh báo. Mực nước cao nhất tại trạm Công Thủy Cám Châu là 100m lúc 13 giờ ngày thứ tư, cao hơn 2,0m so với mức cảnh báo. Sáng thứ ba, trước tình hình phòng chống lũ hết sức gay gắt, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh tổ chức hội nghị phòng chống lũ lần thứ nhất năm 2023 để tiếp tục nghiên cứu, nhận định tình hình phòng chống lũ trên địa bàn tỉnh, điều động, triển khai lại và thực hiện lại công tác quốc phòng. Theo dự báo của các cơ quan tham vấn, từ nay đến 10 ngày đầu tháng này, trên địa bàn tỉnh ta còn xuất hiện nhiều đợt mưa lớn. Trong vài ngày tới, vùng trung và hạ lưu sông Cám Giang xuất hiện lũ vừa, 10 năm mới có một lần, với mức nước lũ từ 2,5m đến 4m. Khả năng xảy ra lũ cục bộ trên lưu vực hồ Bà Dương ngày càng cao, tình hình kiểm soát lũ giai đoạn tiếp theo sẽ càng gay gắt hơn. Ban chỉ đạo phòng chống lũ của tỉnh yêu cầu người có trách nhiệm chống lũ các cấp, các loại phải túc trực, tiếp tục theo dõi công tác phòng chống lũ ống, thiên tai địa chất và đảm bảo an toàn các hồ chứa trong mùa lũ, nắm bắt các biện pháp phòng chống lũ lụt, tiến hành sửa chữa các công trình bị hư hỏng, chống lũ lớn tiếp theo ở trạng thái tốt hơn. Dự báo thời tiết mưa ở trung tâm Giang Tây và Nam Giang Tây sẽ tăng lên trong 2 ngày tới. Tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin, vào ngày thứ ba, lượng mưa ở tỉnh Giang Tây về cơ bản tập trung ở khu vực phía Nam Giang Tây. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh, mưa ở phía Nam Giang Tây sẽ không ngừng trong những ngày tới. Không chỉ vậy, từ ngày thứ tư đến ngày thứ năm, mưa sẽ tiếp tục phát triển và mạnh hơn. Trong 2 ngày tới, ở trung và Nam Giang Tây có mưa to đến rất to, có nơi mưa to cục bộ. Cục khí tượng nhắc nhở rằng cần phải đề phòng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, hôm thứ Tư Nam Giang Tây có mưa nhỏ, có nơi mưa vừa đến mưa to, các khu vực còn lại nhiều mây. Ngày thứ Năm, khu vực trung tâm Giang Tây và Nam Giang Tây có mưa rào chuyển thành mưa rào hoặc dông, có nơi mưa to và mưa to cục bộ. Khu vực Bắc Giang Tây nhiều mây chuyển thành mưa rào hoặc dông, khu vực có hình thái mưa lớn liên tục, có lượng mưa tích lũy lớn, nguy cơ lũ quét và tai biến địa chất tiếp tục ở mức cao. Đài quan sát khí tượng Nam Xương dự báo thời tiết tuần này nhìn chung tốt, chỉ có mưa từ ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu, từ ngày thứ Bảy tuần trước đến ngày Chủ nhật, quận Tế Thủy, thành phố Tân An hứng chịu mưa lớn liên tục và mực nước sông đã vượt qua mức cảnh báo. Vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật, đội cứu hỏa quận Tế Thủy nhận được lời kêu cứu của những người bị ảnh hưởng ở làng Nipi, ủy ban làng Địa Sơn, thị trấn Văn Phong và ngay lập tức điều động 2 phương tiện với 8 người và một thuyền xung kích đến hiện trường để giải cứu. Sau khi đến hiện trường, trước mặt nước ngập sâu 1,9m, lực lượng cứu hộ đã xuống nước kéo từng chiếc xuồng cứu nạn đến nơi mắc kẹt để chuyển những người bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Tính đến 20 giờ ngày Chủ nhật, gần 100 người già, phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi thôn an toàn. Vào lúc 8 giờ 24 phút ngày thứ Hai, phòng trực của đội cứu hỏa quận Tây Thủy, thành phố Cửu Giang nhận được báo động cho biết rằng có một đám cháy ở công viên Oceania ở trong quận. Khi 5 người đang chơi thì bị mắc kẹt ở bờ bên kia sông và cần được giải cứu khẩn cấp. Đến 8 giờ 41 phút, lực lượng cứu hỏa đến hiện trường. Do nước chảy xiết và có quá nhiều vật nổi trên mặt nước nên không thể sử dụng xuồng công vụ, xuồng cao su để tác nghiệp dưới nước. Lúc 8 giờ 46 phút, hai lực lượng cứu hộ từ từ tiếp cận những người bị mắc kẹt bằng dây cứu hộ, cố định dây vào cây và giải cứu từng người bị mắc kẹt. Cho rằng có 2 người già trong số những người bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ cẩn thận đi bộ trên sông với người già trên lưng. Sau 20 phút chung sức của mọi người, 5 người bị mắc kẹt đã được chuyển thành công ra khu vực an toàn sau 20 phút, được chuyển thành công ra. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bão số 3 đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc mang theo mưa lớn và gió giật, trong khi các khu vực khác của nước này vẫn đang dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. Bầu trời tối đen như ngày tận thế, những trận mưa với mức gió giật mạnh, nhiều thành phố nâng báo động ứng phó lên mức cao nhất. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hình ảnh chân thực nhất về cơn bão đang càn quét Trung Quốc ngay lúc này. Thượng Hải tối đen như ngày tận thế khi bão đổ bộ. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khi bão số 3 đổ bộ vào khu vực này.
Trung tâm Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão cấp độ cao thứ 2 khi bão số 3 đổ bộ vào phố đông phía nam thành phố vào cuối ngày thứ Bảy vừa qua. Một video được đăng lên mạng xã hội cho thấy bầu trời Thượng Hải tối sầm lại khi những đám mây đen bao trùm khắp các tòa nhà chọc trời trong thành phố. Mạng xã hội Trung Quốc cũng chia sẻ những hình ảnh đường phố ngập lụt, mảnh vỡ bay và cây bật gốc ở Thượng Hải. Khoảng 330.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển của Thượng Hải, thành phố với khoảng 26 triệu dân. Hơn 100.000 công chức và nhân viên đã được triển khai đến các thành phố của Thượng Hải để tham gia chiến dịch chống lũ lụt quy mô lớn do chính quyền khởi xướng. Tất cả các chuyến bay chở khách đến và đi từ hai sân bay của Thượng Hải đều bị hủy vào ngày thứ Bảy. Các cảng của thành phố Thượng Hải nằm trong số các trung tâm vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới đã sơ tán hàng nghìn tàu thuyền. Sân bay quốc tế Hàng Châu, thành phố phía Tây Nam Thượng Hải cũng đã hủy tất cả các chuyến bay. Một số chuyến xe buýt ở Thượng Hải cũng bị đình chỉ hoạt động. Để ngăn các phương tiện đi qua những cây cầu bắc qua sông, tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Thượng Hải đã bị tạm dừng, bắt đầu từ tối ngày thứ Bảy. Chính quyền Thượng Hải đã hạn chế các hoạt động ngoài trời và đóng cửa các khu du lịch. Công viên Disneyland Thượng Hải đóng cửa vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật do mưa bão. Cảng Dương Sơn đã sơ tán hàng trăm tàu thuyền khi tốc độ gió ngoài khơi lên tới 102 km/h. Tất cả các tàu container cỡ lớn đã được sơ tán vào cuối tuần qua. Chính quyền Thượng Hải cũng giảm tốc độ tàu điện ngầm và dừng một số tuyến. Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi càn quét Thượng Hải, bão số 3 đã đổ bộ vào thành phố Trung Sơn, tỉnh Chiết Giang với sức gió lên tới hơn 136 km/h. Một video được chia sẻ trên mạng cho thấy gió mạnh đã xé toạc một con phố với tốc độ đáng kinh ngạc. Bão số 3 dự kiến sẽ càn quét Hàng Châu và đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng đến Chiết Giang và Thượng Hải. Video ghi lại cho thấy người dân phải tìm kiếm nơi trú ẩn để tránh mưa lớn và gió mạnh. Sau khi gây ngập 6 km đường ven biển ở Chu Sơn và làm đổ 1.000 cây ở Thượng Hải vào chiều ngày thứ Bảy, bão số 3 tiếp tục đổ bộ lần 2 vào thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và Khải Đông của tỉnh Giang Tô vào tối ngày thứ Bảy. Cục Khí tượng Trung Quốc trước đó dự đoán bão số 3 di chuyển với tốc độ 15 km/h với sức gió 38 m/s. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Chiết Giang đã nâng mức ứng phó với bão lên cao nhất vào ngày thứ Sáu, đóng cửa các trường học và chợ, đồng thời tạm dừng giao thông đường bộ khi cần thiết. Bão số 3 đổ bộ khi miền Trung Trung Quốc vẫn quay cuồng với trận lũ lịch sử khiến ít nhất 63 người thiệt mạng. Điện, nước bị cắt và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Bão cát như ngày tận thế tấn công thành phố ở Trung Quốc. Bão cát cao tới 100 mét quét qua thành phố Đôn Hoàng ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc ngày thứ Bảy. Cảnh báo về bão cát đã được cơ quan theo dõi khí tượng khu vực phát ra lúc 15 giờ 4 phút ngày thứ Bảy. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan này phát cảnh báo mã màu vàng với bão cát ở Đôn Hoàng. Cơ quan khí tượng vùng cho hay, trong bão cát tầm nhìn thấp nhất giảm tới 791 mét. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết dành cho bão cát gồm 4 cấp, được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Theo SCMP, trận bão cát lớn tạo ra những đám mây bụi khổng lồ cao ít nhất 100 mét đã gây ra hỗn loạn ở thành phố từng nằm trên con đường tơ lụa cổ đại Đôn Hoàng. Bão cát ập đến vào buổi chiều khiến cảnh sát địa phương phải triển khai kiểm soát giao thông tại các trạm thu phí và yêu cầu tài xế di chuyển xe ra khỏi đường cao tốc và các khu vực dịch vụ để tránh bão cát qua. Đôn Hoàng là nơi có hoang mạc cao, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố này nằm trong sa mạc Gobi với khí hậu và điều kiện sống khắc nghiệt. Miền Đông Trung Quốc gồng mình trước bão số 3. Thượng Hải và các vùng duyên hải miền Đông Trung Quốc hủy mọi chuyến bay, ngừng dịch vụ tàu điện ngầm khi bão số 3 đổ bộ. Bão số 3 đổ bộ vào quận Phổ Đà, thành phố Chu Sơn, cảng biển lớn ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào trưa ngày thứ Bảy. Cơn bão đổ bộ khi miền Trung Trung Quốc vẫn quay cuồng với trận lũ lịch sử khiến ít nhất 63 người thiệt mạng. Điện nước bị cắt, hơn 1 triệu người phải sơ tán. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, làm mọi cách giảm thiệt hại, đồng thời phấn đấu mục tiêu không có người chết, ít tổn thất về người và kinh tế nhất có thể. Viên Gia Quân, Bí thư tỉnh Kiên Giang cho biết trong cuộc kiểm tra công tác ứng phó bão hôm thứ Sáu, sau khi gây ngập 6 km đường xá vùng ven biển ở Trung Sơn, tỉnh Chiết Giang và làm đổ 1.000 cây cối ở Thượng Hải, bão tiếp tục đổ bộ lần 2 vào thành phố Gia Hưng của Chiết Giang và Khải Đông của Giang Tô tối thứ Bảy. Cục Khí tượng Trung Quốc trước đó dự đoán bão di chuyển với tốc độ 15 km/h, sức gió 38 m/s. Cơ quan ứng phó khẩn cấp Chiết Giang đã nâng mức ứng phó lên cao nhất vào hôm thứ Sáu, đóng cửa mọi trường học và chợ, tạm dừng giao thông đường bộ khi cần.
Thượng Hải, nơi sinh sống của 26.000 người, và Hàng Châu đã hủy mọi chuyến bay đến và đi. Từ hôm thứ Sáu, nhiều dịch vụ đường sắt trong khu vực cũng ngừng hoạt động. Chính quyền Thượng Hải cho hay sẽ giảm tốc độ tàu điện ngầm, ngừng một số tuyến từ buổi trưa. Chính quyền Hàng Châu cũng dừng mọi tuyến tàu ngầm. Quyết định này đưa ra sau khi lũ lụt tuần trước ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, khiến 12 người chết vì mắc kẹt trong tàu điện ngầm. Mưa lũ lịch sử nghìn năm có một ở Trung Quốc có ảnh hưởng Việt Nam không? Theo các chuyên gia ở Hà Nam, Trung Quốc mới diễn ra trận mưa lũ nghìn năm có một, khiến hơn 7,5 triệu dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán thiệt mạng. Ước tính hơn 10 tỷ đô la sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Liên quan đến trận lũ lịch sử xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay tại Trung Quốc đang là mùa mưa nên việc xuất hiện các đợt mưa lớn là phù hợp với quy luật. Tuy nhiên, tại tỉnh Hà Nam xảy ra mưa lớn với lượng mưa đạt hơn 600mm trong vòng sau 24 giờ thì đúng là quá lớn và được cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá là trận mưa lớn chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo ông Khiêm, hiện chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân đợt mưa lớn cực đoan này. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân gây ra các hiện tượng thiên tai khốc liệt và hiếm gặp này được gắn với sự kiện biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi về tần suất, cường độ, quy mô không gian, thời gian và quy luật hoạt động của các cực đoan thời tiết và khí hậu. Nhiệt độ nóng lên có thể làm cho các nhiễu động của hệ thống khí quyển như giải hội tụ nhiệt đới, các xoáy bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông tố, lốc trở nên mạnh hơn và xảy ra nhiều hơn. Đánh giá về công tác dự báo mưa lớn, đặc biệt là dự báo mưa cực đoan, ông Khiêm cho rằng trong những năm qua, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, dự báo khí tượng thủy văn trên thế giới đã có những bước tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, dự báo lượng mưa lớn vẫn là một thử thách lớn đối với bài toán nghiệp vụ trên thế giới, đặc biệt là mưa cực đoan. Ông Khiêm chia sẻ, chúng ta mới dự báo tốt về vùng mưa lớn, chưa thể dự báo chính xác lượng mưa tại một vị trí, thời gian cụ thể. Công nghệ dự báo của thế giới hiện nay chưa có khả năng dự báo lượng mưa lớn lên đến vài trăm mm trong vài giờ như vậy. Các nghiên cứu mô phỏng với độ phân giải cao bằng các mô hình bất thủy tĩnh có độ phân giải quy mô đám mây. Trong thời gian qua đã chỉ ra rằng các dự báo bằng mô hình số có tính dự báo thấp, đặc biệt đối với cấp mưa lớn. Điều này là do tính dự báo của khí quyển bị chi phối rất mạnh bởi các nhiễu động có quy mô không gian và thời gian rất nhỏ. Một kích thích đối lưu nhỏ hoặc sai lệch của tâm hội tụ ẩm mức thấp cũng có thể dẫn đến các thay đổi rất nhanh của các bất ổn định trong khí quyển và tạo nên các phân bố đối lưu sâu khác nhau dẫn đến hệ quả mưa khác nhau. Theo thống kê thực tế, không phải những năm gần đây thường xuyên xuất hiện các cơn bão có đường đi rất kỳ dị, hoặc là cùng lúc xuất hiện 2 đến 3 cơn, hoặc các tổ hợp nguy hiểm tương tác mà trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy, tạo ra các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân xảy ra 2 đến 3, thậm chí 3 đến 4 cơn bão hoạt động đồng thời là do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới thường được hình thành trong những tháng mùa mưa bão từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Giải hội tụ nhiệt đới này thường kéo dài hàng nghìn km. Trên giải hội tụ luôn tồn tại các trung tâm khí áp thấp. Nếu điều kiện thuận lợi, các trung tâm khí áp thấp này sẽ mạnh lên và tạo thành những cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời và những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau là rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Hiện tại, do hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở trên Biển Đông nói riêng và ở vùng biển Thái Bình Dương nói chung còn hạn chế và thưa thớt dữ liệu, nên rất khó khăn trong công tác dự báo những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp hoặc bị tương tác bởi những cơn bão khác. Ông Khiêm cho biết, mưa lớn trong năm 2023 gây lũ kỷ lục đe dọa đập Tam Hiệp, Dương Tử là do Phrommeizu. Hệ thống thời tiết gây mưa chính ở Trung Quốc và khu vực Đông Á duy trì hoạt động kéo dài, cường độ mạnh hơn bình thường. Năm 2023, phong ranh giới phân tách hai khối không khí có nhiệt độ khác nhau mà Du tồn tại gây mưa lớn suốt từ giữa tháng 4 đến tận tháng 6. Còn trong năm 2023, mưa lớn xảy ra trên hệ thống sông Hoàng Hà, nằm ở phía trên của hệ thống sông Dương Tử, sâu vào trong đất liền, nằm ở phần phía bắc của Trung Quốc. Nguyên nhân là do có một khối không khí biển lấn từ phía đông vào, kết hợp với vùng xoáy thấp gây mưa lớn trên hệ thống sông Hoàng Hà, thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Tỉnh Hà Nam nằm ở miền trung của Trung Quốc, cách xa Việt Nam nên trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại đây không ảnh hưởng đến Việt Nam, ông Khiêm nhấn mạnh. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam nhận định, hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái trung tính đến đầu năm 2024. Dự báo tình huống không khí lạnh năm 2023 có nhiều nét tương đồng với năm 2020.
cường độ có thể không mạnh bằng. Bắc Bộ năm nay dự báo có mùa đông khô với nhiều ngày nắng hanh, đêm lạnh. Về dự báo bão năm 2023, dự báo bão sẽ tập trung vào tháng 10 và tháng 11, có thể kéo sang tháng 12, nhưng không dồn dập như năm 2020. Bão và mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra nhiều vào tháng 10 và tháng 11, có thể sang cả tháng 12. Trong tuần vừa qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc. Đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Và lúc 4 giờ sáng thứ Ba, thành phố Trịnh Châu thông báo tin tức thảm khốc nhất từ trước đến nay của trận mưa bão. Trong số hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong chuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu, đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Sự cố trên chuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu vẫn còn cần điều tra thêm. Theo thông tin mà giới truyền thông nhận được, trận mưa bão ở Trịnh Châu với cường độ quá lớn đã vượt quá tiêu chuẩn được thiết kế của tàu điện ngầm. Bức tường chắn lũ bị phá vỡ và nước tràn tới chỗ tàu điện ngầm. Trong thời gian ngắn, nước tràn vào các toa tàu, các hành khách tử vong nhiều khả năng bị ngạt và thiếu oxy. Trong tình hình khẩn cấp, lực lượng cứu hộ chưa kịp thời cứu nạn được do mưa lớn trên toàn tỉnh. Tuyến tàu điện ngầm số 5 buộc phải dừng lại do lũ. Hành khách trải qua hơn 3 tiếng kinh hoàng bên trong tàu. Hành khách đã gọi điện thoại kêu cứu. Nước lũ tràn vào xe đã ngập đến vai người lớn. Những người trong xe thực sự hoảng sợ. Chuyến tàu số 5 đột ngột trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết. 12 người đã tử vong dưới lòng đất khi đang cố trở về nhà hoặc là cố đi tới nơi an toàn hơn. Báo cáo cho thấy tàu điện ngầm đã lắp hệ thống để ngăn chặn những trận mưa lớn và lũ lụt khắp Hà Nam và Trịnh Châu. Nhưng thực tế cũng đã chứng minh rằng những nỗ lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai chỉ dựa vào nhân viên tàu điện ngầm làm việc theo ca là chưa đủ. Từ 16 giờ đến 17 giờ hôm thứ Hai, Giám đốc Bộ phận An ninh của Công ty Tàu điện ngầm Trịnh Châu Jiang Yutang đang mải bận rộn rút nước và đắp bờ. Mặt đường thành phố đột ngột lún sâu, mọi công tác chuẩn bị cứu hộ và những kết quả đạt được đều bị cuốn trôi ngay lập tức. Đầu giờ hôm thứ Ba, nhiều ga tàu điện ngầm bị mất điện khiến các máy bơm nước dọc tuyến đường không hoạt động. Các ga tàu điện ngầm này chỉ có thể yên lặng chờ lũ tự rút. Máy bơm đã được sử dụng hết công suất nhưng lượng nước đi vào là quá lớn, vượt xa công suất các máy bơm của chúng tôi, ông Jiang nói. Theo kế hoạch khẩn cấp quốc gia về các trường hợp khẩn cấp trong hoạt động vận tải đường sắt đô thị, vụ tai nạn lần này được xếp vào loại trường hợp khẩn cấp cao, chỉ sau đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, thông báo từ Trịnh Châu lúc 18 giờ ngày thứ Hai cho biết nước đã phá vỡ tường chắn và đi vào khu vực chính, khiến các chuyến tàu của tuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 phải dừng lại lúc 19 giờ ngày thứ Hai. Một thông báo kêu cứu đã xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, đó cũng là lúc Heisi, 34 tuổi, vội vã đến ga tàu điện ngầm đường Saku, vợ anh cũng bị mắc kẹt trên tàu. Anh cố tới đó để giải cứu vợ của mình. Heisi kể lại với phóng viên Southern Weekend rằng anh đã mất hơn một tiếng để tới ga tàu điện ngầm. Tôi đã khóc suốt quãng đường đi tìm cô ấy. Người vợ ở đầu dây bên kia cho rằng oxy ngày càng ít, không chống trụ nổi. Sau khi đến ga tàu điện ngầm, anh cố gắng đi vào bên trong nhưng bị nhân viên cứu hộ ngăn lại. Mãi cho đến khi Heisi cho nhân viên an ninh xem đoạn video và xác nhận người anh sẽ cứu nhân viên cứu hộ mới buông tay. Khi tới con tàu, Heisi nhận thấy rằng có quá ít người cứu hộ và cảnh sát cũng đang bận cứu hộ những người khác. Tôi đã đỡ lấy một người và đưa người đó ra ngoài. Ban đầu tôi nghĩ rằng người đàn ông trên lưng tôi ngất xỉu vì thiếu oxy. Nhưng một lúc sau khi cõng anh ấy thì tôi nhận ra rằng anh ấy không còn nữa. Từ lúc mắc kẹt là 18 giờ cho tới 21 giờ, do thiếu oxy trầm trọng, hầu hết mọi người đều nôn mửa, đau đầu và ngất đi. Tình trạng bên trong tàu rất khổ sở, cho đến 20 giờ 50 phút vẫn có hành khách kêu cứu trên mạng xã hội Weibo. Người này cho biết nước đã ngập đến đùi, tình hình nguy hiểm và có người bất tỉnh. Heisi cho rằng nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong trong vụ tai nạn này là tình trạng thiếu oxy.
Người dân Trịnh Châu cho biết, đối với họ, tàu điện ngầm là hy vọng duy nhất có thể trở về nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, vụ mưa lũ lớn chưa từng có lần này đã tạo ra sức nước vượt mức chịu đựng của hệ thống giao thông công cộng nói trên. Chuyên gia cho rằng, trận mưa nghìn năm có một này đã phá vỡ mọi dự đoán cho tình trạng xấu nhất và hệ thống tàu điện ngầm ở Trịnh Châu để xảy ra tai nạn không thể lường trước được. Vì sao Trịnh Châu hứng trận mưa nghìn năm có một? Nhiều người ở khu vực của tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung của Trung Quốc đang chìm trong nước lũ nghiêm trọng. Trong số này, thủ phủ Trịnh Châu gánh hậu quả nghiêm trọng nhất sau khi hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có, mà cơ quan thời tiết của thành phố miêu tả là nghìn năm có một, theo Reuters. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa tích lũy đạt 622,7mm ở thủ phủ Trịnh Châu. Trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng thứ Hai đến 2 giờ sáng thứ Ba, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố là 640,8mm. Trận mưa lũ khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, khoảng 100.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm binh lính và lính cứu hỏa, được điều động đến thành phố. Các sự kiện thời tiết cực đoan gần đây ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu đều là những lời cảnh tỉnh nhắc nhở mọi người về khủng hoảng biến đổi khí hậu. Liu Yuwan, nhà vận động năng lượng và khí hậu Đông Á của tổ chức Greenpeace nói, theo CGTN, một số yếu tố bao gồm áp suất khí quyển, bão và địa hình đã góp phần gây ra trận mưa như chút nước bất thường ở tỉnh. Trên biển Nhật Bản và phía Tây Bắc Trung Quốc, áp suất khí quyển cao lục địa duy trì ổn định. Điều kiện này kết hợp với áp suất khí quyển cao cận nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương đã dẫn đến tù đọng mưa ở phần trung tâm và phía Tây của Hà Nam. Hà Nam vào giữa tháng này nằm ở rìa của vùng áp suất cao cận nhiệt đới với sự bất ổn đối lưu có khả năng gây ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như mưa và dông. Theo CGTN, trong khi đó, cơn bão số 3 đang tiến đến tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, đẩy một lượng lớn hơi nước vào các khu vực lục địa của đất nước, góp phần làm trầm trọng thêm cơn mưa lớn ở tỉnh Hà Nam. Địa hình đặc biệt trong khu vực, chẳng hạn như núi Thái Hành và Phục Ngưu là một lý do khác. Luồng không khí khi va chạm, các ngọn núi sẽ hội tụ và bốc lên trên xung quanh khu vực, tạo nên mưa lớn tập trung và ổn định. Đối lưu Mesolocane cũng nhiều lần phát triển ở các khu vực miền núi và di chuyển về phía Trịnh Châu, dẫn đến mưa dữ dội và kéo dài. Chuyên gia Giang Ninh của Sở Khí tượng tỉnh Hà Nam cho biết, từ ngày thứ Tư đến ngày thứ Sáu, Hà Nam sẽ có các cơn dông bão phân tán nhưng không có mưa to trên quy mô lớn. Tại thành phố Lạc Dương của tỉnh Hà Nam, con đê Yehetan phía tây thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ một đoạn khoảng 20m. Quân đội Trung Quốc cho biết con đập có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ở Trịnh Châu vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba, hồ chứa Quách Gia Trủy đã bị vỡ. Trong khi đó, mực nước tại hồ chứa Trường Giang và sông Giả Lỗ đều vượt mức báo động. Hàng chục hồ chứa đập khác cũng được cảnh báo là có nguy cơ vỡ hoặc sập. Trước đó, hai con đập ở thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc bị vỡ vào chiều ngày thứ Bảy. Trong đợt lũ năm ngoái, Trung Quốc chứng kiến hàng loạt vụ vỡ đê, đập. Đoạn đê dài khoảng 50m trên sông Dương Tử, đoạn đi qua huyện Phiên Dương, tỉnh Giang Tây bị vỡ vào ngày thứ Tư tuần trước đó sau nhiều ngày mưa lũ lớn, khiến 9.000 dân phải sơ tán. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm Chủ nhật vừa qua đưa tin rằng toàn huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã có 14 đê bao xuất hiện tình trạng vỡ, bao gồm 2 đê lớn. Tại huyện Lư Giang, An Huy, khoảng 50m đê Sidawe bị vỡ vào hôm thứ Tư tuần này do mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ Sào Hồ dâng cao. 2,4 km đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào hôm thứ Bảy vừa qua, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn chạm kỷ lục 63.000 mét khối trên một giây. Cuối tháng này, đập này ghi nhận mực nước cao 164,2m, trong khi mức nước tối đa mà hồ chứa có thể tiếp nhận là 175m. Theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, nếu đập Tam Hiệp bị sập, nó sẽ có sức công phá như thảm họa Chernobyl. Giống như các đợt nắng nóng gần đây ở Mỹ và Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu, trận mưa lũ ở Trung Quốc gần như chắc chắn có liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, theo các nhà khoa học nói với Reuters. Mưa lớn kéo dài và lũ lụt bất thường ở Tây Âu vào giữa tháng này gây ra trận lũ tồi tệ nhất trong vòng 200 năm ở Đức và ảnh hưởng nặng đến Bỉ và Hà Lan. Trận lũ lụt khiến gần 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích và mất nhà cửa. Moscow, Nga cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 120 năm với 34,7 độ C. Tại Mỹ và Canada, đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu từ cuối tháng trước được cho là đã khiến 100 người thiệt mạng. Sóng nhiệt kèm khô hạn kéo dài cũng gây ra cháy rừng lớn ở cả hai nước.
mùa màng ở Bangladesh bị hủy hoại, nhiều ngôi làng ở Honduras bị săn phẳng, các khu đảo nhỏ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì nước biển dâng cao. Trung Quốc bị ngập lụt nghiêm trọng hàng năm, gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong những năm qua, hệ quả mà nó để lại ngày càng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh. Khi càng nhiều bê tông bao phủ mặt đất, nguy cơ ngập úng càng tăng. Indian Express, Benjamin Houghton, giám đốc đài quan sát trái đất của Singapore nói rằng, với sự ấm lên toàn cầu, bầu khí quyển của trái đất giữ nhiều độ ẩm hơn, dẫn đến những trận mưa như chút nước. Theo Lee Su, nhà phân tích khí hậu của tổ chức Greenpeace, lũ lụt gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang thực sự xảy ra ở đây, theo AFP đưa tin. Biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, gây chết người nhiều hơn trong 20 năm qua. Johnny Chan, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học thành phố Hồng Kông, thì phân tích trên Reuters rằng điểm chung ở đây rõ ràng là hiện tượng nóng lên toàn cầu. Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy có thể sẽ trở nên thường xuyên hơn trong tương lai. Điều cần thiết là các cấp chính quyền thành phố, tỉnh và quốc gia phải phát triển chiến lược để thích ứng với những thay đổi đó, ông Chan nói. Những ngày qua, đất nước Trung Quốc đang phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ, khiến cho chính phủ nước này liên tục phát đi cảnh báo khẩn. Theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày thứ Hai đến 12 giờ ngày thứ Ba, nước lũ trên 113 con sông đã vượt mức báo động với mức nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01 đến 8,57 mét. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể về trận lũ lụt này diễn biến phức tạp đến mức nào. Lũ trên 113 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động, cảnh báo nước dâng cao 8,57 mét. Sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan khi tại miền Nam nước này, mưa kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Giang Tây ở Đông Nam Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều tuần. Đài truyền hình nhà nước Trung ương Trung Quốc CCTV hôm thứ Tư cũng đã phát đi những hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại do lũ lụt và các hoạt động cứu trợ đang diễn ra ở các khu vực bị ảnh hưởng. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng trước đến nay đã khiến nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, cấp cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến lũ xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc, điện bị gián đoạn. Nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết, mực nước hiện tại của Tây Giang và Bắc Giang trên khu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào thứ Tư. Trong khi đó, trận lũ số 4 đang hình thành ở Tây Giang. Từ thứ Hai tuần tới, một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt, hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, tức mức cao nhất từ 22 giờ hôm thứ Ba. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày thứ Hai đến 12 giờ ngày thứ Ba, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động với mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01 đến 8,57 mét. Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam gồm Phúc Kiến và Quảng Tây, những tháng qua hứng chịu mưa lũ kỷ lục buộc hàng triệu người sơ tán. Từ chiều thứ Ba đến rạng sáng thứ Tư, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên đến 150mm. Từ đầu tháng trước, tại khu vực phía Nam Trung Quốc, hứng chịu lượng mưa lớn nặng nề gây ra lũ lụt. Đây không phải là hiện tượng lạ mà đất nước tỷ dân này thường xuyên bị lũ lụt trong những tháng hè, với tần suất lớn nhất ở miền Trung và Nam. Và hôm thứ Ba tại thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, mực nước lưu vực sông Bắc Giang lần này sẽ đạt kỷ lục cao nhất trong hơn một thế kỷ qua.
việc kiểm soát tình hình lũ lụt tại Anh, Đức đang được chính quyền Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt để tránh thiệt hại tối đa về người và của. Các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút cảnh báo người dân về thiên tai trước mắt. Thiên tai bất ngờ kéo đến, cuộc sống của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Đã có hàng triệu người dân thiệt hại kinh tế, mất nhà, mất hoa màu, vật nuôi. Đứng trước tình cảnh này, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc đã chi khẩn hàng trăm triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai, giúp cho người dân khắc phục hậu quả. Cuộc sống của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn lũ lụt triền miên đã xáo trộn cuộc sống của người dân miền Nam Trung Quốc. Đợt mưa lớn này đã khiến nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến 17 giờ chiều thứ Ba vừa qua, thị trấn đã di tản thành công hơn 4.000 người dân. Đến nay, chỉ riêng tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi phải phát đi báo động đỏ về lũ lụt trong ngày thứ Ba, đã có 485.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 470 triệu nhân dân tệ, hơn 70 triệu đô. Hơn 43.300 hecta cây trồng bị phá hủy. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, cả tỉnh Quảng Đông, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 479.600 người và 27,13 hecta diện tích cây trồng, làm sập 1.729 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ, hơn 260 triệu đô. Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt lại cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 1, tức cấp cao nhất. Đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước dâng cao và sạt lở đất. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 30 triệu đô từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ năm 2023 đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 560 triệu nhân dân tệ, gần 84 triệu đô cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Tính đến 12 giờ ngày thứ Ba, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mức nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 mét. Trận lũ tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào các công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ Trung Quốc, thế giới cũng sẽ chứng kiến sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới sinh mạng, mùa màng và nguồn nước ngầm. Tình hình mưa lũ Trung Quốc vẫn đang ở mức báo động. Với mức nước ở các dòng sông liên tục dâng cao, thậm chí mức nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh Quảng Đông có thể đạt mức kỷ lục cao nhất trong vòng hơn 100 năm qua. Trong khi đó, thì nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu nắng nóng kỷ lục, vượt 40 độ C. Trước tình hình khắc nghiệt ở hai miền Nam Bắc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Tư đã phát đi cảnh báo khẩn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát cảnh báo khẩn. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm thứ Tư đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Theo thông tin trên, tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương. Do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối trên giây vào hôm thứ Năm, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Tư đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị mưa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc, nhiều ngày qua lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giáp trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.000 mét khối trên giây vào lúc 12 giờ ngày thứ Tư, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử. Trong đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng thứ Năm, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có dân số đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố đã phát đi báo động đỏ vì nắng nóng, đã đạt 92,94 triệu kW vào hôm thứ Ba, với mức cao nhất của năm 2022 là 90,22 triệu kW. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW vào ngày thứ Hai. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này hôm thứ Ba đã yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện, kiên quyết không để tình trạng cắt điện xảy ra. Các khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt 6 tháng do tình trạng nắng nóng vào mùa hè đến sớm hơn mọi năm. Thời tiết bất thường ở hai miền Nam Bắc Trung Quốc đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu trước thiên tai khắc nghiệt. Chính phủ Trung Quốc sẽ phải nỗ lực thật nhiều để khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống người dân. Biến đổi khí hậu và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi lũ lụt ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp thì ở Afghanistan, động đất đã khiến cho 1.000 người thiệt mạng. Hy vọng rằng các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của thiên tai có thể sớm khắc phục hậu quả. Thiên tai, bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi và kéo theo những hậu quả nặng nề. Ngay lúc này, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh mới nhất cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của đợt mưa lũ lần này tại Trung Quốc. Mưa xối xả ở Trung Quốc, 25 người tử vong, phường Hoàng Cổ Trấn chìm trong lũ. 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất, Đài CC trích dẫn báo cáo của các quan chức Trung Quốc vào hôm thứ Tư vừa qua cho hay, mưa xối xả như tuần này ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người đã thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Địa danh nổi tiếng Phượng Hoàng Cổ Trấn của tỉnh Hồ Nam cũng chìm trong lũ quét, hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày thứ Năm, mưa lớn đã khiến mực nước sông và hồ dâng cao đáng kể. Tất cả các cấp trên toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn làm ảnh hưởng gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam và một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử. Hãng thông tấn này dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người bị ảnh hưởng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền các địa phương miền Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây đã tăng cường các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, ban hành cảnh báo đỏ để ứng phó với đợt mưa lũ lần này. Ở nhiều địa phương bị ngập nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiếp cận từng khu dân cư để sơ tán người dân. Nhiều ngôi nhà bị ngập nửa thân người, gia đình bị mắc kẹt trên tầng 2. Cục An toàn Hàng hải ở một số thành phố đã áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông đường thủy để đề phòng nguy hiểm do nước sông dâng nhanh. Các nhà chức trách đã gửi lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng. Cuối tháng trước, lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của 8 người ở tỉnh Phúc Kiến, ven biển, 5 người ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam và 2 trẻ em bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Tây. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mùa lũ năm nay, bắt
bắt đầu từ tháng này, sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm nay. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp, đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía Đông Châu Á, bao gồm cả miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 vào 2 năm trước đó. Quả thực 2 năm trước đó, Trung Quốc đã phải trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu, chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không hề để ý đến 5 cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Nước lũ tràn vào các đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và 12 người trong số họ thiệt mạng. Mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều nơi ở Thiểm Tây, Hà Nam, Trùng Khánh, Sơn Đông của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm ngàn người, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình công cộng, nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Hơn 88.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm gia súc bị chết và hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trước mùa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam. Với các khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông, có lượng mưa lên tới 150mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến lũ trên 25 con sông vượt mức báo động. Trước đó, ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi Sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ ngày đầu mưa lũ, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu, lưu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm và đến 200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liệu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Liệu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang vẫn sẽ có mưa trong tuần tới. Mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi Sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai, lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Được biết, kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã trải qua 8 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sùng Tả ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây giáp với Việt Nam, sáng và trưa ngày thứ ba vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Có thể thấy, trận lũ lụt đang diễn ra là kết quả của những đợt mưa liên tiếp diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực phía Nam Trung Quốc. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Vào mùa hè, các khu vực này thường xuyên có mưa lớn. Có thể thấy là mặc dù đã được dự báo trước, trận mưa lũ này cũng đã gây ra hậu quả nặng nề cho Trung Quốc.
Những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ tại đây sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Thưa quý vị, bão Freddy đã lập kỷ lục và trở thành cơn bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất trên trái đất, dự kiến sẽ quét qua Mozambique thêm một lần nữa. Kể từ khi xuất hiện, bão nhiệt đới Freddy đã gây ra thiệt hại to lớn ở Mozambique và Madagascar, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng tại hai quốc gia và khiến hàng nghìn người phải di rời khỏi nơi ở. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, đây là một cơn bão rất hiếm và hành trình của bão được đánh giá đáng kinh ngạc và nguy hiểm. Bão Freddy phát triển từ ngày thứ năm ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Australia, sau đó nó di chuyển hàng nghìn km qua Nam Ấn Độ Dương về phía đông nam châu Phi, ảnh hưởng đến các đảo Mauritius và Réunion dọc đường đi. Cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía đông của Madagascar vào trung tuần của tháng, trước khi đổ bộ vào Mozambique vài ngày sau đó, gây ra mưa xối xả, gió mạnh và lũ lụt phá hủy nhà cửa và ảnh hưởng đến gần 2 triệu người. Johan Stander, giám đốc dịch vụ của WMO cho biết, bão Freddy đang có tác động lớn về kinh tế xã hội và nhân đạo đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Sau đó, cơn bão đã quay trở lại kênh Mozambique, tiếp tục tồn tại trong khu vực và hướng về bờ biển phía tây nam của Madagascar. Theo WMO, cơn bão hiện đang di chuyển ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ mạnh lên khi quay trở lại Mozambique. Các nhà khí tượng học ước tính bão Freddy đã tích lũy và mạnh lên gấp 6 lần. Theo đó, cơn bão này đã phá kỷ lục trở thành bão nhiệt đới tồn tại lâu nhất và có sức mạnh tích lũy lớn. WMO đang theo dõi xem liệu Freddy có trở thành cơn bão kéo dài nhất trên thế giới hay không. Kỷ lục này hiện thuộc với cơn bão John, kéo dài 31 ngày vào năm 1994. Tại thời điểm này, nó dường như là một kỷ lục mới về cơn bão nhiệt đới kéo dài nhất được ghi nhận, nhưng chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình. Chuyên gia phụ trách các vấn đề thời tiết và khí hậu của WMO, Radan Kavani cho biết, mặc dù còn quá sớm để nói tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với bão Freddy, nhưng các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang khiến những cơn bão nhiệt đới này trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, vào tối ngày thứ Tư, nhiều người dân sinh sống tại tầng trên cao của tòa nhà thuộc khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã cảm nhận thấy sự rung lắc nên hoảng loạn chạy ra ngoài. Cùng thời điểm đó, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC cho hay một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra vào lúc 21 giờ 49 phút tại huyện Cảnh Cốc, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với tâm chấn nằm ở độ sâu 5 km tại vị trí 23,4 độ Vĩ Bắc và 100,5 độ Kinh Đông. Được dẫn lời trên thông tấn xã Việt Nam, tiến sĩ Lê Huy Minh thuộc Viện Vật lý Địa cầu cho biết, việc người dân Hà Nội cảm nhận được trận động đất trên không có gì là lạ. Ví dụ như dư chấn từ trận động đất tại Malaysia tối ngày 24 tháng 3 năm 2011 cũng đã làm nhiều người Hà Nội hoảng loạn. Theo lý giải của ông Minh, điều này do Hà Nội là vùng đất yếu. Khi động đất lan truyền đến sẽ khiến những người ở các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ hơn các vùng khác, thậm chí còn cảm nhận rõ hơn các vùng gần tâm động đất nhưng có nền đất chắc. Nhận xét về trận động đất 6,6 độ Richter ở Vân Nam nói trên, ông Minh nói không ảnh hưởng tới Việt Nam. Trước đó, vào năm 2012, dư chấn động đất tại Indonesia cũng đã khiến nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rung lắc, chao đảo. Ông Lê Huy Minh, giám đốc Trung tâm báo tin động đất sóng thần Việt Nam cho biết, Việt Nam chịu ảnh hưởng động đất 8,9 độ Richter vừa xảy ra ở Indonesia. Tuy nhiên, Việt Nam nằm xa khu vực động đất nên chỉ những người ở khu vực cao tầng có cảm giác rung. Giáo sư Cao Đình Triều, chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu cũng khẳng định, những trận động đất ở Indonesia, Việt Nam rất khó bị ảnh hưởng nhiều. Khu vực phía Nam cảm nhận rung chấn rõ nhất nhưng không lớn. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2012, trạm đo địa chấn ở phía Nam ghi nhận được những rung động nhỏ dưới 5 độ Richter. Lũ cuốn phăng nhà cửa, Bắc Kinh gấp rút cứu trợ miền Nam. Thưa quý vị, nhiều tuần trở lại đây, miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 60 năm qua. Trong khi đó, ở miền Bắc nước này lại đang bị nắng nóng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 7 tỉnh miền Nam đã chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc. Hàng trăm ngàn người dân Trung Quốc sơ tán vì đợt mưa lũ kỷ lục 60 năm. Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã gây lụt lội và lở đất ở khu vực miền Nam, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Mưa như chút đã khiến nước tràn bờ đến mức nguy hiểm tại sông Châu Giang những ngày gần đây, đe dọa hoạt động sản xuất vận tải đường thủy và logistics.
Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng đang gặp sức ép vì các lệnh phong tỏa của Trung Quốc để phòng đại dịch COVID-19, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến giữa tháng này đã lên tới mức 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Tại tỉnh Quảng Tây, nước bùn tràn vào các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán người dân trên xuồng cao su. Tỉnh này chứng kiến mức lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết mực nước của 28 con sông ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo, trong khi mưa vẫn tiếp diễn trong ngày thứ ba, gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông. Lũ lụt do mưa lớn đã gây ra, buộc 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô la Mỹ. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết, Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết, ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ ở thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi bị nặng nhất. Sáng ngày thứ ba đã phát cảnh báo đỏ về lũ lụt sau khi nhiều vùng nông thôn ở đây và thành phố chính Phật Sơn của tỉnh này đã nâng cảnh báo lũ lụt trong những ngày gần đây. Trong khi đó, tỉnh Giang Tô trong cùng ngày cũng đã phát cảnh báo đỏ vì lũ lụt tại tỉnh Phúc Kiến. Hơn 220.000 người đã được đi sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Trước đó, hồi đầu tháng, ít nhất 21 người đã không qua khỏi vì lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961, với lượng mưa trung bình lên đến 621mm trong 46 ngày, từ ngày đầu tháng trước đến giữa tháng này. Tân Hoa Xã dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin lượng mưa đó tương đương với 90% tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm 2022. Trung Quốc tập trung cho công tác chống lũ lụt tại các tỉnh miền Nam. Nhóm công tác của Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lụt bão hạn hán quốc gia Trung Quốc đã đến các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông trong ngày thứ hai đầu tuần để kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ ở khu vực sông Châu Giang. Theo dự báo thời tiết, mưa rơi liên tục ở lưu vực sông Châu Giang từ hôm qua đến hôm nay sẽ gây ra áp lực cho công tác phòng chống lũ lụt trên các sông ngòi, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn của các hồ chứa và ứng phó ngập úng đô thị. Tình hình phòng chống lũ ở khu vực sông Châu Giang rất phức tạp. Theo đề nghị của Cơ quan Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng Cục Dự trữ Vật tư và Lương thực Quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 180 thiết bị cứu sinh, 119 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với Cơ quan Khí tượng, Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích, dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở lưu vực sông Châu Giang cũng như khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam, nước này có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên đến 5,19m. Trong ngày thứ hai, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã liên tục phát đi cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày Chủ nhật đến 20 giờ ngày thứ hai. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Lũ lụt vượt mức báo động, Trung Quốc phát cảnh báo cao nhất. Một đợt mưa lớn đang trút xuống nhiều địa phương Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh thành phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm. Vào lúc 10 giờ ngày thứ hai theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ hai trong 4 cấp cảnh báo theo màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày thứ hai đến 14 giờ ngày thứ ba, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành của nước này từ Bắc tới Nam.
trong đó riêng các tỉnh phía Nam như là Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên đến 100-180mm. Chỉ trong sáng ngày thứ hai, các tỉnh như Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng lên mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày Chủ nhật đến 20 giờ ngày thứ hai. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát đi trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê Bộ Thủy lợi nước này cho thấy chỉ trong vòng 24 giờ, từ 12 giờ ngày thứ Bảy đến 12 giờ ngày Chủ nhật, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên tới 5,19m. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ tại đây. 5 người dân đã được báo cáo là không qua khỏi ở Liễu Châu, Quảng Tây khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy do lũ quét vì mưa lớn. Trước đó, sáng ngày thứ hai, Liễu Châu vẫn giữ mức cảnh báo mưa lớn màu cam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. Gần 220.000 người đã phải di rời vì mưa lũ tính đến ngày Chủ nhật ở tỉnh Phúc Kiến. Vì sao Trung Quốc hứng chịu mưa lớn bất thường? Giới chuyên gia thời tiết cho biết điều kiện hiện tại đang tạo thuận lợi cho mưa bão lớn ở miền Nam và nắng nóng ở miền Bắc. Theo nhà phân tích Wang Weiyu của trang tin thời tiết Trung Quốc, không khí lạnh cùng với không khí ẩm đang hội tụ và giằng co ở miền Nam. Mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày thứ ba ở Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây, sau đó di chuyển lên phía Bắc. Mưa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng này, nghiêm trọng nhất là tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc sông Trường Giang cùng Phụ Lưu. Nhưng vài năm gần đây, mưa lũ ngày càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục là 672,1mm, cao hơn 6,7% so với bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu người dân Giang Tây đã bị mưa lũ ảnh hưởng từ cuối tháng trước đến ngày thứ Bảy vừa qua. 223.000 ha đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị phá hủy. Đầu tháng này, mưa như chút nước ở miền Nam đã khiến ít nhất 32 người không qua khỏi, hơn 2.700 ngôi nhà và 96.160 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa gạo Hồ Nam bị phá hủy. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ còn có xu hướng nặng nề hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Trái ngược với miền Nam thì các tỉnh miền Bắc như là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Foxconn đã đặt một xưởng sản xuất đầu vào khoảng 40 độ vài ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo rằng nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày thứ ba, với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng này ở khu vực là hiện tượng hiếm khi xảy ra. Thưa quý vị, vào chiều tối hôm qua, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter đã xảy ra ở khu vực tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, gần với thủ đô Bắc Kinh. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào hồi 18h31 phút theo giờ địa phương, lúc 17h31 phút theo giờ Việt Nam ở Vĩnh Thanh thuộc thành phố Lang Phường, phía Bắc tỉnh Hà Bắc. Tâm chấn được xác định là 39,37 độ vĩ Bắc và 116,67 độ kinh Đông ở độ sâu khoảng 20 km. Những rung lắc được cảm nhận rõ ngay ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, cách tâm chấn khoảng 62 km về phía Bắc. Nhiều người đã hoảng sợ chạy ra đường. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại. Miền Bắc Trung Quốc hiếm khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, năm 1976, trận động đất khủng khiếp ở thành phố Đường Sơn, cũng ở tỉnh Hà Bắc đã cướp đi sinh mạng của 300.000 người và là trận động đất gây hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.